Dạ rồi, hello, xin chào tất cả mọi người ha. Chào mọi người trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Thì em cũng tiếp tục phục vụ cho anh em nữa nha. Thì mấy ngày nay cũng bận ăn cưới thì không có lên clip được. Thì em sẽ lên cho anh em. Buổi chiều này lên được 16 số anh em. Thì anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề. Dạ anh em mua hàng á, hình thức mua hàng hôm nay thì anh em nào mà mua hàng đủ 300 ngàn chuyển khoản đủ á, em sẽ bao ship nha. Còn anh em nào nhận hàng thanh toán thì chịu phí ship giùm em. Đó, đủ 300 ngàn chuyển khoản đủ em mới bao ship được nha. Đó, thì hàng lúc này cũng lấy nhập hàng lên nó cũng lên giá, cho nên giá thì mặt hàng nó cũng hơi cao cao tí nha anh em. Rồi mã số 1 nè, vô cho anh em mã số 1 là một con dao đi rừng ha. Dao này thép hai lưỡi nha, để lấy nét cho anh em ha. Đây phần lưỡi ha, em mới vệ sinh chưa mài nha, em mới có đánh xét ra chưa mài. Đó, mã số 1, con dao này bán giá 200 ngàn. Đó, hai lớp thép anh em. Đây dao này em chưa vệ sinh nha. Rồi lưỡi thì 18 nè, rộng nó là 5 phân rưỡi nha. Đó, sống dao rất là dày, nó hơi lè ra, con này chắc tầm cỡ 6-7 ly nha anh em. Đó, cán thì nó quấn băng keo vậy nè. Đó, cứng cáp nha anh em. Rồi mã số 1 200. Tiếp theo mã số 2 bán với giá 100 ngàn ha, cho hai cây ngoai dây chì. Đó, chữ nè, hai cây ngoai dây. Đó, chữ nghĩa ok. Rồi mã số 2 100 ngàn. Tiếp theo mã số 3 nè. Đó, bán mớ cho anh em luôn, một mớ này bán giá 200 ngàn nha. Đây một cái cào ha, 4 chi, cái cuốc. Ngoại hình ha, rất là cứng anh em, nó bị oxy hóa tí chứ nó chưa có xét ha, còn rất là dày. Rồi cây vít gơ, cây vít ha. Rồi mã số 3 300, xin lỗi 200 ha, mã số 3 200. Rồi tiếp theo mã số 4 nè, mã số 4 290 ngàn, cho một cái ghề, hai cái rìu anh em. Bề ngang lữ của nó là 5 phân rưỡi ha, cao là 22. Rồi cái này nữa, bề ngang của nó là 14 gửi ha. Đây nó bị mẻ này, vậy anh em mình mài lại, cao được 17 mấy nè. Cái này nè ha, đó ngoại hình của nó đây, chữ đây nè. Rồi mã số 4 290 ngàn, cho hai cái lữ ha. Tiếp theo mã số 5 bán giá 200 anh em. Đó, số 5 200 cho cây đội chữ A, nâng được 800 kg ha, của Nissan, hoạt động bình thường. Đó, rất là nhẹ nhàng ha. Lên bình thường anh em. Rồi mã số 5 200 Nissan, nâng được 800 kg. Số 5. Rồi tiếp theo số 6. Số 6 là 210 ngàn, cho cây kéo cắt ton nha. Đó, chữ nè. Đó, lưỡi ok anh em, lưỡi không mẻ nha. Rồi dài 24 anh em. Rồi mã số 6 210 ngàn. Tiếp theo số 7 là một cây mỏ lết, cây này chắc của Gisuke nè, chữ ha. Cây này xây 200 ml nè, cây này thích hợp cho anh em siêu tầm, rất là mới, có dấu zip nè, thép đen mung anh em. Xài rất là ít, rất là ít. Đó, rồi mã số 7 bán giá 150 ngàn. Thay số 8 là 170 ngàn nha, một cây kèm của Fujiya này, chữ A đây. Đó, lưỡi rất là ok. Đó, kìm cắt anh em, nó tiếc cái da nó bị bong này xíu, rất là dày dặn ha. Cây này xây dài 18 rưỡi nha. Rồi mã số 8 170 ngàn. Tiếp theo số 9 160 ngàn nha, một cây kìm này của chết mắt anh em. Có dấu zip nè, nó dấu zip ha. Vỏ ha, nó hơi cắn nhẹ nha, găng nè, găng á thì còn ok ha. Đặc biệt cái chỗ này á là nó có thể kẹp con ốc nè, nó có răng đây nè, kẹp ốc mình mở ốc được nha. Rồi
mã số 960.000, cây này size dài 20, size dài 21 luôn nha. Đó, size dài 21. Rồi mã số 9 160.000. Tiếp theo số 10. Đó, bán rẻ cho anh em cây này, vậy anh em mình xài gia đình 150.000 thôi. Đó, nó bị em cắn nhẹ một cái phần lưỡi ha. Đó. Nhưng mà cắt bình thường, cây này size size 450 nha anh em. Nè, đó. Cây size 450, cây này cắt 8 ha, bình thường 6 tới 8 đó, của hit ha. Rồi mã số 10 bán giá 150.000, cây này cắt bình thường anh em, nó cắn thôi tại cắt nhiều quá. Rồi mua về mai mốt em có bán lưỡi, cái này mình mua lưỡi thay vô của hit. Rồi mã số 10 150.000. Tiếp theo 11, một cây rìu về cam cái ha. Tiếp theo 11 là cây rìu, rìu bán giá 400. Đây logo chữ cán ha, ngon lành luôn, thích hợp cho anh em siêu tầm. Lưỡi thì chưa mài, bị ngang một tấc 5 ly, cao là 13, 2,5 nè. Nó cán từ đầu tới cán luôn là nó là 33 nha. Rồi mã 14 ha, 11 400. Đó, ngoại hình anh em, lưỡi em chưa mài nha, vậy anh em mình mài lại, lưỡi chưa mài ha. Rồi 11 400. Tiếp theo là 12, là một cặp kéo này ha. Đó, cặp kéo này bán giá 290.000 anh em. 290.000 cho cặp kéo này. Rồi kéo tẻ nhâm nè, lưỡi chống trượt luôn nha, lưỡi tưa ha. Đó. Ngon lành. Xây dài 19. Rồi, cặp cái kéo này. Cái bướm. Chữ nè. Bên đây cũng có chữ nha. Đó, phần lưỡi ha, kéo này về anh em mình mài lại. Lưỡi thì không mẻ nha anh em, xây lớn luôn. Xây nó là 21. Rồi, mã số 12 bán giá 290.000. Tiếp theo 13 là một con Eto kẹp bàn ha, có đe luôn, bán giá 250.000. Con này hàm bề ngang là 5 phân. Đó. 50 nè. Hoạt động bình thường anh em. Đó, ngàm nè. Đó. Ngàm còn rất là cứng cáp, không gơ lắc ha. Rồi, con này bán giá là 250.000, mã số 13 250.000. Tiếp theo 14 là một cặp kéo bán giá 200. Đây, cặp kéo giải. Đây chữ nè. Đây bên đây có chữ luôn, chốt đồng luôn, lưỡi thì còn ok ha, không mẻ ha. Cây này xây dài 20 25. Đó. Rồi cây này nữa là bén nha, sáng thật ha, lưỡi không mẻ nha anh em, thép không rỉ luôn. Cây này xây dài 29 gữ. Rồi mã 14 bán giá 214 200. Rồi 15 là một cái lưỡi rêu. Đó, bán thanh lý cho anh em luôn. Cây này bán giá 150.000 nha anh em. Một cái lưỡi rìu mã 15 150.000, vậy anh em mình mài lại. Bề ngang của nó là 14,5 ha. Đó, cái này hình như có dấu hàng nha anh em. Cũng thông báo trước anh em ha, nè. Hàng ha, nhưng mà không sao anh em ha. Còn cứng mà. Rồi 150.000. Mã số 15 150.000. Rồi 16 là một cây kéo bướm bán giá 130.000 anh em ha. Đó, có chữ nè, lưỡi ok ha, lưỡi ha. Rồi cây này dài 18. Rồi mã số 16 em bán giá là 130.000 nha. Rồi em xin kết thúc clip nha anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề. Rồi em xin kết thúc clip ha.